chỉ như là phải tốn tiền mà vé mấy ngàn nữa. Em biết cho qua không? Chết mẹ đóng cửa à. Để thử xem có cho qua không. Cấm à. Nay không cho xe lên đập chính à. Đầu tiên đây là bây giờ mình phải chạy vào quay lại chạy quay lại vòng những đường dưới kia thì chị có rất là nhiều người không biết chạy phải chạy vô đây mình cũng vậy thôi. Đi làm quất heo cần câu nữa. Dạ. Đây là cái nhánh sông này chảy từ Hồ Dầu Tiếng về trong về xuống Sài Gòn, nhánh sông Sài Gòn thượng nguồn sông Sài Gòn, nước này sâu lắm. Bên kia có mấy anh câu cá nữa. Này tính lên bờ hồ câu mà đi ngang này thấy nước thấy có người câu câu chơi thử. Đây không có cá à. Tưởng đây không có cá mà ai ngờ cũng có cá à. Nè. Cá nè.
tiếc quá, nhà xa quá. Giờ về tới nhà cả hơn tiếng đồng hồ nữa chứ không ở lại đây câu à. Nước trong veo. Lại thấy mấy cần thủ bên đó câu không ai có cá hết. Cố gắng giật thêm một con nữa về luôn nha. Đây. Chiến lợi phẩm đây. Cá nè, cá to lắm. Bằng bàn tay luôn á. Cá trắng rất là ngon. Được 4 con à. Có kết quả vậy là mừng à. Bây giờ phải chạy về tới nhà rất là xa nữa, đang trên đường đi nên là ghé câu chơi thôi. Sáng đi sớm nhiều về tối thui luôn. Hôm nay được một ngày đi đi làm, nói chung là cũng rất là vui. Nãy trên đường về thì có ghé, tính là ghé bờ hồ Dầu Tiếng để câu cá, mà hả đi ngang cái chỗ cái cầu kia thấy có một số người đang câu, là cái cầu chỗ đó là cũng nước từ trên đập hồ Dầu Tiếng chảy xuống. Tự nhiên này cá đói sao thì em thấy mồi mình ăn cũng gây, mua hết 20.000 tiền mồi, câu được 5 con cá còn nguyên bọc mồi luôn. Tính là lên trên hồ Dầu Tiếng này, trên đập hồ này câu để quay bờ hồ, quay lại cảnh đẹp, nhưng mà chưa kịp lên tối à. À giờ trên bờ hồ rất là đông nha, thanh niên chở nhau cặp nè, đi chơi bờ hồ, rồi đi khu mà bãi đá. Hôm nay bãi đá rất là đông, nãy giờ đi về hả gặp nhiều lắm, đi là cầm theo dù rồi với lều. Trong đó bây giờ hả buổi tối là cắm trại, đốt lửa trại rồi câu cá, ăn nhậu dã ngoại, nhà nghỉ làm sao luôn. Bây giờ mình đang quay về con đường hồi sáng mình quay là đường mới mở của bờ hồ á. Buổi tối thì rất là tối luôn, không có đèn đường này mà đi xe máy cũng rất là sợ nha. Mấy bạn nữ mà đi chứ phải kiếm thêm anh con trai nào chở, chứ đi một mình rất là nguy hiểm ạ. Xe tuy đông nhưng mà hả đường rất là ghê, hai bên thì nước, bên thì cây bụi không.